Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu lớn tiếng nói rằng: Ai tin vào ta thì không phải là tin vào ta, nhưng là tin vào đấng đã sai ta. Và ai thấy ta là thấy đấng đã sai ta. Ta là sự sáng đã đến thế gian, để bất cứ ai tin ta, người ấy sẽ không ở trong sự tối tăm. Nếu ai nghe lời ta mà không tuân giữ, thì không phải chính ta xét xử người ấy, vì ta đã đến không phải để xét xử thế gian, nhưng là để cứu độ thế gian. Ai khinh dễ ta và không chấp nhận lời ta, thì đã có người xét xử. Lời ta đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết. Bởi vì ta đã không tự mình nói ra, nhưng Cha là đấng sai ta, chính người đã ra lệnh cho ta phải nói gì và phải công bố gì. Và ta biết rằng lệnh của người là sự sống đời đời. Những điều ta nói thì ta nói theo như Cha đã dạy. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Thưa anh chị em, như Chúa Giêsu mặc khải hôm nay thì đã nghe lời Chúa mà không thực hành, hay chúng ta bỏ qua việc phải sống lời Chúa, chúng ta có lỗi. Bởi Chúa Giêsu bảo rằng: Ai nghe lời ta mà không tuân giữ thì không phải chính ta xét xử người ấy đâu, mà chính lời của ta sẽ xét xử người ấy. Và tại sao lại có việc nếu không nghe lời Chúa, không nghe chính lời Chúa Giêsu dạy thì chúng ta có lỗi? Chúa đưa ra lý do là: Bởi vì ta không tự mình nói ra, mà nói mà nghe được những gì nơi Cha ta thì ta mới nói. Và chính người, tức là chính Chúa Cha, đã ra lệnh cho ta phải nói gì và phải công bố gì. Vì thế cho nên nghe lời Chúa Giêsu dạy cũng là nghe lời của chính Thiên Chúa. Vì chính Thiên Chúa là tác giả của lời, để từ đó mà lời mới từ trên môi miệng Chúa Giêsu phán dạy chúng ta. Thưa anh chị em, nếu hiểu được như vậy thì rõ ràng lời Chúa là nguồn sống, là mạch sống của chúng ta. Và ngược lại, nếu không lắng nghe, không sống lời Chúa thì chúng ta đã tự mình xóa đi mạch sống, xóa đi cái nguồn sống của mình. Cho nên ở trong cuộc đời này, nếu chúng ta càng để cho lời Chúa thấm vào mình và nhớ được lời của Chúa để thực hành càng nhiều bao nhiêu thì chúng ta càng tốt bấy nhiêu. Lời Chúa trở thành lời cho chúng ta được sống. Và nếu chúng ta sống lời của người, luôn luôn để cho lời Chúa sống trong tâm tưởng mình, luôn luôn để cho lời Chúa được ghi tâm khắc cốt trong cuộc đời mình, trong mọi ngày sống, trong mọi biểu hiện của mình, trong từng phản ứng mà chúng ta sống nơi cuộc đời này, thì chúng ta có thể nói được là đã là kẻ khôn ngoan, để cho lời Chúa dẫn lối đưa đường, để cho lời Chúa dẫn chúng ta đi về với chân lý, đi về với ánh sáng, đi về với chính Thiên Chúa đấng đã phán quyết những lời mà hôm nay Chúa Giêsu dạy chúng ta. Đó là chính lời mà Chúa bảo người ra lệnh cho ta phải nói và phải công bố điều gì thì ta mới ra lệnh, mới phán quyết, mới công bố những điều ấy mà thôi. Xin cho tất cả chúng ta biết rằng lời Chúa trở thành lẽ sống lớn lao của cuộc đời chúng ta. Thưa anh chị em, chúng ta thua anh em Tin Lành ở chỗ này. Anh em Tin Lành họ rất quý lời Chúa, và đi đến đâu họ cũng đem lời Chúa ra rao giảng. Họ bất chấp dù là chúng ta là người quen hay người lạ, dù là chúng ta ở bến xe hay ở ngoài chợ, hay đang buôn bán hay đang gặp gỡ trong lúc trò chuyện,
tất cả mọi nơi, mọi lúc, tất cả mọi thời gian, nếu họ có được tiếp xúc với chúng ta, thế nào họ cũng đem lời Chúa ra để họ huấn dạy, để họ nói chuyện với chúng ta. Nhất đặc biệt là lời của Chúa Giêsu trong Tin Mừng càng được họ yêu quý. Cho nên người Công giáo là gốc, người Công giáo của chúng ta, giáo hội Công giáo này phát triển thật sự từ nơi các thánh tông đồ, là gốc gác của mọi tôn giáo thuộc về Chúa Kitô. Vậy mà cho đến nay chúng ta không bằng anh em Tin Lành, trong khi anh em Tin Lành là một tôn giáo tách ra từ chúng ta, thì họ lại phát triển lời Chúa. Họ làm cho lời Chúa hầu như thật sinh động trong cuộc đời của họ. Có thể nói được là anh em Tin Lành phải dạy ngược lại chúng ta về việc gắn bó với lời của Chúa, đặc biệt là gắn bó với lời của Chúa Giêsu. Chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta phải cố gắng, phải nỗ lực từng ngày từng chút một. Anh chị em biết không, mỗi lần có dịp nói chuyện với người Tin Lành đó, mình mắc cỡ với họ, họ trích lời Chúa và họ nói ở đoạn nào, câu nào, họ nhớ từng chi tiết của đoạn và câu, chứ không phải chỉ nói chung chung là Chúa bảo hãy vác thập giá mà theo ta, hãy học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhường. Hỏi, chúng ta nói xong rồi hỏi chứ câu đó trích ở đâu, chương mấy, số mấy, không biết. Người Tin Lành họ chẳng những thuộc nội dung của lời mà họ còn trích dẫn cho chúng ta nằm ở sách của thánh sử nào, rồi đoạn mấy, câu mấy rõ ràng, nghĩa là lời Chúa đối với họ không còn gì bằng, là số một. Cho nên họ trở thành tấm gương cho chúng ta, họ trở thành kinh nghiệm cho chúng ta, mặc dù tách từ Công giáo chúng ta. Vậy mà giờ đây họ có thể quay lại để nói cho chúng ta biết rằng họ đã hơn chúng ta về việc để cho lời Chúa sống trong cuộc đời của họ. Cứ như vậy mà anh em chúng ta phải biết suy nghĩ, phải cố gắng hơn nữa để thẩm thấu lời của Chúa, đặc biệt là lời Chúa Giêsu, để ngày càng có một phản ứng một cách hết sức hiệu quả trong cuộc sống hàng ngày của mình với chính lời mà Chúa Giêsu mang đến cho chúng ta. Đó là lời của sự sống, đó là mạch sống, đó là nguồn sống chúng ta cần phải tiếp cận, cần phải luôn luôn để ý đến.